Hello, xin chào các bạn và tất cả các em. Thầy Minh Mialin này. Thầy vừa mới dạy lớp offline về xong, và là offline rắn con 2K1 như nãy thầy vừa mới đăng ảnh cho các em ấy. Trong hôm nay thầy dạy offline khá là nhiều, nhưng mà vẫn cố gắng hết sức mình để có buổi live stream ngày hôm nay với các em. Như các em biết thì cái chuỗi live stream của thầy nó đã bị tạm dừng cũng khá là lâu rồi, bởi vì đợt vừa rồi thầy khá là bận với offline, và cũng là đợt vừa rồi nó là team online ủng hộ thầy hơi ít, nên là thầy tạm dừng để cho đến ngày hôm nay sẽ quay trở lại, hứa hẹn lợi hại hơn xưa. Hơn nữa một điều rằng là thầy rất là mong muốn những cái sự cố gắng của thầy, cũng như là tất cả mọi cái sự nỗ lực mệt mỏi, không ngừng mệt mỏi của thầy được đền đáp xứng đáng bằng cái việc mà mọi công sức của thầy có thể tỏa được đến với lại nhiều bạn hơn. Và cái việc mà có tỏa đến các bạn nhiều hơn là còn phụ thuộc vào các em, khi mà các em có chia sẻ những cái video live stream của thầy hay những kiến thức của thầy dạy của thầy cho đến với những cái bạn của em hay không, thì đấy là tất cả là phụ thuộc vào các em. Khá là mệt đấy, bởi vì thầy vừa mới đi dạy offline về và hôm nay dạy rất khá là nhiều ca, nhưng thầy nghĩ rằng là với cái sự cố gắng của thầy thì chắc chắn sẽ được đền đáp bằng điểm số của em, cũng như điểm số của 2.000 như năm vừa rồi. Thì đã biết là anh chị 2.000 học thầy điểm rất là cao. Ok, vậy thì như em biết thì cái chuỗi mà thầy dạy về ST của thầy đã dạy live stream rất khá là lâu rồi, cũng rất lâu rồi. Nhưng có rất nhiều phương pháp là hay, thì thầy đã để lại trên trên channel YouTube nhé. Những bạn nào mà không biết thì các em có thể theo dõi lại. Chào Phạm Minh Ngọc, Phạm Ngọc học trường nào rồi. Ok, ừ, tại vì thầy vừa đi dạy offline về mà. Rõ ràng rồi, thì với những cái hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào những cái đề thi đại học, những câu ST trong đề thi học, để mà chúng ta có thể nắm vững được và nó hay có trong cái đề thi ở trên lớp hay hơn, để cho các em có thể làm được, có thể làm được nhanh, hoặc để bắt được tụ đề. Để cho còn những bạn nào mà muốn học những cái phương pháp kỹ hơn nhé, để cho hiểu ấy, thì em nên đăng ký khóa iStacy này, khoa học cơ bản với tất cả các phương pháp cơ bản và kỹ thuật và kiến thức này. Ok, rồi chào Thanh Dung Banh. Thế bây giờ là chuyên mục chào hỏi, và các em trong lúc chờ đợi thầy thì các em đợi thầy một chút để thầy xét máy nhé. Vậy thì các em giúp thầy share lên trên trang cá nhân, cũng như là tag tất cả các bạn các em vào, xong rồi share giúp thầy vào trong tất cả các cái nhóm mà của các em đang làm nhé. Thứ hai đó là team admin, thầy nhớ share lại trên trong các nhóm giúp thầy nhé. Rồi, ok, rồi các em đợi thầy một chút xíu thôi, thầy xét máy để chúng ta bắt đầu. Các em thông cảm một chút là con iPhone của thầy nó vẫn đang bị ở trong bệnh viện, nên là ngày hôm nay thầy live stream con này thì không biết là hình ảnh, sợ là không biết có được sắc nét không, thì các em theo dõi trong các em comment ở thầy nhé, xem là hình ảnh thế nào, ổn không. Chắc là không nét được bằng iPhone đâu, nhưng mà thôi thì cũng phải chấp nhận chút vậy nhá. Âm thanh thì thế nào, âm thanh này, hình ảnh này, thầy đang muốn nghe cái lời comment của các em. À, âm thanh hình ảnh của thầy thế nào, ổn chưa? Đấy, em thấy hình đẹp dai chưa? À, các em giúp thầy nhanh tay share lại về tường nhá, cũng như tắt tất cả các bạn vào trong video livestream này, chúng ta bắt đầu làm việc. À, có lẽ ta làm một cái bài ca nhạc có chút chút để trước khi vào buổi học nhỉ, cũng khá là muộn rồi, nhưng mà chúng ta làm một chút gì đó để chúng ta có buổi học nó tốt hơn, đúng không? Mạng của thầy cũng đang có vấn đề một chút. Các em comment này xem là nhìn hình ảnh ổn chưa? Các em giúp thầy comment xem là nhìn hình ảnh ổn chưa? Thầy bật bài xem nào. Havana huyền thoại nhé. Chikahi. Chào Nguyễn Vinh. Chào tất cả các bạn và các em. Ô sao thầy cũng đây rồi. Ui, chào Thanh Dung Banh. Chào Hồng Ngược. Đợi một tí xíu. Chào Đức Hero. Hello, chào Đạt Thông. Em giúp thầy share lại video live stream này về trang cá nhân, cũng như tag giúp thầy tất cả các bạn của em vào. Xong rồi là cho share lại, xong rồi tag các bạn vào trong video live stream để nó bắt đầu nhé. Được 100 bạn rồi. Hello. Chào các em. Chào Phạm Hồng Hoa, chào Nam Trần. Đợt này thì khá là căng, bởi vì
phải live stream xong rồi lại còn phải offline cũng mệt. Các em giúp thầy chào Bùi Thị Liễu, chào Uyên Uyên. Hello, hôm nay chắc trông nét, chào Hương Hương. Hello, chào Phương Linh, chào Phương Linh, chào Hương Hương. Chúng ta cứ nghe hết bài này rồi chúng ta vào học nhé. Chào Khánh Huyền. Hello, chào Vũ Đức, lớp 11 thì vào tối thứ hai các em nhá. Các anh chị lớp 12 nhớ nhắc tôi phải ra các em lớp 11 là vào tối thứ hai nhá. Hello. Ở đây chúng ta bắt đầu thôi nhỉ. Chào Phạm Du. Chào em. Ok. Chúng ta bắt đầu nhá. Câu số 1. Chào Nguyễn Bá Thanh Minh. Chúng ta bắt đầu buổi học thôi. Các em nhớ nhanh tay xe về tường nhá. Xe về tường. Như thầy đã nói thì để cho nhiều bạn biết đến thầy hơn và giúp cho các bạn học tốt hơn. Đấy thì các em nên xe về tường và tác các bạn vào giúp thầy. Để mà từ đó thì chúng ta có thể học tốt hơn. Và thầy thì thầy thích dạy đông, như em biết. Lớp off thầy lúc nào cũng đông. Và tất cả những cái gì thầy dạy luôn luôn là rất là chất. Thầy đề cao việc chất lên trên tất cả. Chúng ta bắt đầu vào đầu tiên. Câu đầu tiên là câu số 1 của đề khối A năm 2007. Tại sao thầy lại chữa những đề thi đại học này? Bởi vì chúng rất là nhiều. Được chưa? Mệnh đề không đúng này. Anh này cũng dễ đồng đồng với anh này. Hình như là sai rồi. Bởi vì đầu anh này được tạo bởi từ anh axit no. Anh này là axit không no. Vậy không đúng chắc chắn là A. Nhưng ta vẫn phải test nhé. Các em cần chú ý này. Anh này tác dụng là áo mắt thu được anhydride ở muối. Đúng. Muối đây. C2H5CONA. Và anhydride là CH3CHO. Được chưa? Anh này tác dụng với brom có nối đôi CC. Tác dụng được. Ok. Có thể trùng hợp tạo polymer tại vì có nối đôi CC. Có thể trùng hợp. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A. Đấy các em chú ý nhé. Lưu lại về tường đấy. Những câu này rất hay thi. Chúng ta tiếp tục nhé. 111 bạn rồi. Cố gắng xem sao cho tối nay lên được 112 bạn. Các bạn lớp 2K1 chú ý này. Lịch live stream cố định nhé. Là 21:30 tối thứ 6. Hàng tuần luôn. Được chưa? Hàng tuần luôn. Tối thứ 6 nào cũng vậy nhé. Cứ 21:30. Nhớ đấy. Và nhớ bảo với các bạn ở trên lớp nữa cũng vậy. Để theo dõi live stream thì trên luôn. Câu số 2. Sao vòng hóa 8,8 gam etin acetat thì các em cần nhớ được etin acetat là gì. Đây là đề khối A năm 2007. Được chưa? Ta có này. CH3COO C2H5. Số mol của etin acetat thì bằng bao nhiêu? 8,8 chia 88 thì bằng 0,1. Như thầy nói rồi, các em muốn làm nhanh thì em cần phải học thuộc những cái này. Các em cứ comment đáp án xuống nha. Bằng 200ml dung dịch NaOH. Vậy ta tìm được số mol NaOH bằng bao nhiêu nhỉ? 0,2 này. Nhân 0,2 bằng 0,4. Đúng không? Sorry, 0,04. Thầy nhầm. Thầy đang nhầm đấy. Máy tính của thầy đâu mất rồi. Bằng 0,04. Vậy hoàn toàn đến đây ta sẽ có đề bài hỏi là cô cạn dung dịch thu được chất rắn. Vậy ta thấy này. Anh CH3CO CH5 cộng với NaOH thì ta thu được là CH3. Rồi tốt, hồng ngược nhanh đấy. COONA cộng với lại C2H5OH. Nhưng ta cần lưu ý là cái bài tập này á, thì số mol phải tính theo chất hết. Thì ở đây anh này 0,1, 0,04 phải tính theo chất hết. Chất hết ở đây chúng ta là NaOH. Vậy nó bằng 0,04 cơ. Vậy thì rõ ràng là NaOH không để dư được. Vậy chất rắn chúng ta xong dịch chỉ có là CH3COONA thôi. Vậy ta tìm được khối lượng chất rắn chính bằng khối lượng của CH3COONA và bằng 0,04 nhân 82. Thấy nhầm nhé. Hình như đuôi hình 8. Vậy đáp án đúng đáp án B. 3,82 gam. Máy tính thầy đâu? À đây máy tính thầy đây. Thầy đang nhầm đấy các em ạ. Các em muốn làm nhanh ấy
muốn là dạy nhanh như anh Duy được 9 điểm ấy, rất nhiều anh chị có thể được 9 điểm ấy, thì các em cần phải nhập. À, các em nhanh tay giúp thầy xe về tường nhé, để cho nhiều nhiều bạn học vào. Thầy thích dạy nhiều quá. Làm sao cho đến bây giờ thì đến chuỗi livestream thầy lên được 1k bạn theo dõi. Đấy đấy chỉ là nhờ vào các em thôi. Và như vậy thì thầy mới máu làm. Và đôi khi nếu mà đến lúc nào mà lên được 1k khéo thầy lại livestream 1 tuần 2 buổi đó. Một tép te. Nên là phải xe các bạn nhiều vào. Một tép te công thức phân tử là C4H6O2. Khi thủy phân trong môi trường axit thì thu được anhydride, acetaldehyde. Với acetaldehyde các em vẫn nhớ acetaldehyde là gì? Thì nó là CH3 CHO. Được chưa? Thế lại nhìn nhá. Anh này thủy phân này thì thu được C3 hoạt loại. Được chưa? Chúng ta phải tinh nhé. Anh này thủy phân này thì thu được gì? CH3 CO CH3 CNO2 về cũng loại. Anh này thủy phân thì thu được C2H5 CHO cũng loại nốt. Anh này thủy phân thì thu được gì? Đây, đầu này, này. CH3 CHO. Thế thì cái kỹ năng nhìn này nhá. Nối đôi này, O này, đây là anh nhau OH cắm carbon có nối đôi này thì ôm luôn bọn này là CHO này. Thế thêm một hydro đây thôi thành CH3 thì thành CH3 CHO acetanhydride đáp án đúng chúng là đáp án gì? Đấy những câu trong đề thi đại học các em chú ý nhá. Có thể đã chữa lên câu số 4 đề 2017 à, đề 2007. Những câu cực kỳ quan trọng luôn. Đây là một cái tư liệu để các em ôn thi đại học luôn. Thế nên các em nhớ xem về tường tránh trôi. Xem về tường xong lưu lại luôn ấy. Thi thoảng trước khi thi là lưu lại ôn lại nhá. Nào để không chữa lại những câu này nữa. Câu số 5. X là một este no đơn chức. À, no đơn chức về công thức tổng quát của X là CN H2N O2 này. Được chưa? Đấy, thì có tỷ khối hơi so với CH4 là 5,5. Thế chúng ta chỉ hiểu là tỷ khối hơi có nghĩa là D của X so với CH4 thì bằng 5,5. Có nghĩa là tương đương với việc là D thì chính là phân tử khối của X chia cho phân tử khối của CH4. Phân tử khối của CH4 thì bằng 16. 12 cộng 4 là 16 mà. Vậy nên ta tìm được phân tử khối của X sẽ bằng là 5,5 nhân 16 như bằng 88. Thế vậy anh này thì bằng 88 này. Vậy ngay lập tức thầy có này. 12N cộng 2N là 14N này. Cộng với 32 này thì bằng 88 này. Vậy nên đây ta tìm được N bằng 4 đúng không em? Thực ra với học sinh học online của thầy thì thầy bảo là 88 này nhớ ngay là C4H8O2. Thì như vậy thì mới nhiều bạn được điểm cao là lý do là như vậy. Vậy ta được anh này là C4H8O2. Được chưa? À, thì bài lại cho chúng ta là C4H8O2 này. Tác dụng với NaOH dư. Thế ta tìm được số mol nhé. 2,2 chia 88. 2,2 chia 88 này bằng bao nhiêu? Chắc cái này giờ thầy dùng máy tính này. Thầy bấm máy tính vào tay trái. Chia cho 88 thì đẩy nhanh tốc độ bằng 0,025 các em ạ. NaOH dư thì thu được muối, vậy muối chúng ta có dạng là RCONa. Thầy bảo toàn số mol thì anh này là 0,025 nhé. Vậy anh này là bằng khối lượng muối bằng 2,05. Vậy thì có bảo toàn khối lượng à, thầy có phân tử khối là R cộng với này. Các em lưu ý này. CO này là 44 này. Natri là 23 này. Thì bằng 2,05 này chia cho 0,025 này. Vậy nên ta tìm được R bằng 2,05 chia cho 0,025 thì bằng 82, vậy rồi như bằng 15. R bằng 15 thì thầy bảo chúng ta là lấy 15 mà chia cho 14 thì gần bằng 1. Vậy ta biết ngay nó là gì? CH3 COO. Thấy chưa? Vậy là đầu R là đầu CH3CO. Mình nhìn đáp án này. HCO loại này. CH5CO loại này. HCO loại tiếp này. Đáp án đúng đáp án C. CH3CO. Ok. Đáp án đúng đáp án C. Nào mấy đứa tập trung vào để comment đáp án nhá. Chứ không tròn méo gì hết đâu. Ở đây buổi này là buổi thầy tập trung cho chất lượng. Bởi vì thầy muốn là team online của thầy điểm thật là cao. Thấy chưa? Để mà thầy còn đi khoe với bạn bè và khoe mọi người, khoe bố mẹ thầy. Ok, và thầy còn hãnh diện bởi vì bố mẹ thầy đang ép thầy cưới vợ nên là à, thầy khoe đấy bởi vì đây là con còn cháy với em học sinh nên con không thời gian yêu. Ok, thầy, các em cố gắng giúp đỡ thầy nhá. Bây giờ thầy mà lấy vợ là 2K1 là toi này. Suốt ngày chỉ ở nhà phụ phụ vợ thôi. Mệt mỏi lắm, không live stream của em đâu. Nên là cố gắng là xe thật nhiều, xe thật nhanh lên. Để thầy còn có cái thì chụp ảnh để thầy làm chứng rồi đấy. Bây giờ còn phải giúp đỡ cho từng đây người mà các em giúp đỡ cho từng đây người thì bắt buộc là phải
hy sinh cá nhân chút. À, chúng ta tiếp tục nhá. Sang câu 26, mạng không kém đâu các em, mạng cực tốt luôn, một bình thì một đường truyền cáp quang luôn. Chắc là mạng của các em. Nếu bạn nào mà mạng kém mà hơi yếu yếu ấy, mà thì lưu lại về tường nhé. Chúng ta tiếp tục này. Sang câu số 6, câu số 6 này khá là hay. Hai ate tương chức xy ở đồng phần nhau, chú ý là đồng phần nhau. Vậy nhìn này, đó là đồng phần với cùng công thức phân tử. Hay là cùng số nguyên tử carbon. Vậy đây có 3 carbon này, 1 2 3 ok. 1 đây là 2 3 này, 5 này. 5 ok. Tiếp tục này. Hình như là đủ hết, nhưng bên này này. Thằng này có 4. Thằng này có 4 ok. Thằng này có 4. Thằng này 4 ok, vậy được rồi. Khi hóa hơi 1,85 gam x thì thu được thể tích hơi, đúng là thể tích của 0,7 gam nitơ. Có nghĩa là số mol của 1,85 gam x sẽ bằng số mol của 0,7 gam nitơ. Mà số mol của 0,7 gam nitơ thì bằng 0,7 chia 28 thì bằng 0,7 chia 28 thì bằng 0,025. Vậy số mol x đến đây tìm được phân tử khối của x bằng 1,85 chia n bằng 74. Thế ta nhìn đáp án này, A, B, C, D tất cả đều là ethanol đơn hả? Vậy chắc chắn anh này là ethanol đơn hả? CN H2N O2. Và nó là CN H2N O2 nên thầy có là 14 là cộng 32. 12 cộng 2 ta cộng nhanh nhé, 14 là cộng 32. Vậy đây ta tìm được N bằng 3. 3 nguyên tử carbon, vậy chắc chắn công thức của anh này chung là C3H6O2. Và với là công thức là C3H6O2 thì chỉ có thể là A mà thôi. Đấy. Chúng ta tiếp tục sang câu số 7 nhé. Thì phân este để khối B nó 207. Tất cả những cái câu mà thầy chữa này đều là những cái câu mà các em gặp cực kỳ nhiều trong các đề thi. Câu số 7. Thì phân este công thức phân tử là C4H8O2, thu được hai sản phẩm hữu cơ XY. X có thể điều chế trực tiếp là Y. Thế thì cụm từ này tương đương với việc đó là X và Y cùng số nguyên tử carbon. Nhớ nhé, X và Y cùng số nguyên tử carbon. Vậy suy ra thằng STX này sẽ có hai nửa carbon hai đầu giống nhau. Vậy nó chỉ có thể là CH3 COO CH5. Thủy phân anh này thì thu được sản phẩm của X Y. Rất nhiều bạn làm đây tô ngay tin là sẽ tác là chết. Nó với bài hỏi X mà X điều chỉnh trực tiếp là Y. Cái này thì phân ra được CH3 COOH và C2H5 OH. Dĩ nhiên ta thấy rằng là không bao giờ có axit ra được rượu mà chỉ có rượu ngược với axit. Vậy C2H5OH là X và anh này là Y. Vậy chất X là gì nhỉ? Rượu ethylic. Được chưa? Vậy sản phẩm có XY từ X điều chỉnh trực tiếp là Y. Dễ, rượu ethylic mới đúng. Rất rất nhiều bạn bị nhầm chỗ này. Rồi tiếp tục nha, các em comment đáp án đi, comment thật nhanh vào. Các em phải comment đáp án xuống dưới mới được chứ. Chứ cứ không comment đáp án này thì to lắm. Để thầy đợi thời gian một chút cho các bạn làm thử đây. Xem các bạn đã comment đáp án không nhá. Xem nào. Các em comment đáp án xuống dưới đi. Ok. Số đồng phân este ứng công thức phân tử, đây là một cái chiêu thức mà đã nổi danh của thầy. Có khá nhiều bạn là không biết. Những bạn nào mà không biết ngày hôm nay thì inbox cho thầy nhé, thầy chỉ cho cách mà biết. Đồng phân este này, vậy ta có là R1 cộng R2 bằng 3 đúng không? Vậy có là 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1, 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 chỉ có 1. 3 có 2, 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. Vậy 2 cộng 1 cộng 1 thì bằng 4. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án C. Ok. Thầy cái máy này thầy cũng chẳng biết tắt rung điều gì các em ạ. iPhone của thầy đi bệnh viện rồi. Các em thông cảm tí mấy nữa iPhone thầy về với bên cạnh thầy thì thầy khi nó chơi hoàn toàn với ETN nó đơn chức nhé. Được chưa? Vậy ETN nó đơn chức là xin là H2NO2 này. Thì đốt cháy là oxy này, CO2 này, H2O này. Số mol CO2 sinh ra bằng số mol oxy phản ứng này. Thế là số mol CO2 là 1. Thì số mol oxy là 1 đúng không?
Và như các em biết thì anh này là Eten đo đơn chữ thì số mol CO2 luôn bằng số mol nước, vậy anh này là một. Chỗ này chỗ kỹ này, các em cần ý này. Thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Bảo toàn nguyên tố oxy này thì làm rất chậm này. Tổng số mol nguyên tử nguyên tố oxy ở vế phải sẽ bằng tổng số mol nguyên tử nguyên tố oxy vế trái. Những bạn nào mà muốn để chỉ cách cân bằng, cách tìm đường phân nhanh thì inbox nhé. 1 nhân 1 bằng 1 cộng 1 nhân 2 là 2, vậy là 1 cộng 3 2 bằng 3. 3 trừ đi 2, 1 nhân 2 bằng 2 mà. 3 trừ đi 2 còn 1, 1 trừ 2 bằng 0,5. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn ta sẽ tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng là 1 chia 0,5 thì bằng 2. Vậy este này là C2 H4O2. Và các em cần lưu ý rằng là C2O2 chỉ có một công thức cấu tạo duy nhất, HCOO CH3 metin formiam. Đáp án đúng đáp án. Đấy, chúng ta vừa xong câu số 9. Đây là chuỗi bài giảng của thầy. Rồi, chuỗi này của thầy giờ toàn làm trong đề thi đại học thôi, nên là các em cần chú ý và theo dõi. Những câu hỏi mà chắc chắn thi thì em sẽ lặp đi gặp lại các cái đề thi khá là nhiều trong các đề thi sắp tới. Như em biết thì là thầy làm lúc nào cũng trúng đề. Nên là phải học theo thầy, không những thế là phải rủ theo các bạn của thầy. Đấy. Em nhìn thấy như năm vừa rồi của thầy có anh Duy được top 150 anh chị đạt điểm cao với B, rất kinh điển. Và tiếp tục này, xà phòng hóa an toàn 1,99 gam hỗn hợp 2 te bằng dung dịch NaOH hóa thu được 2,05 gam bột muối axit carboxylic và 0,94 gam hai côn đồng đẳng kế tiếp nhau. Thế thì ở đây ta có này, ta nhìn các bạn này, tất cả este này là este no đúng không, các em nhìn thấy không, tất cả anh này là este no nhé. Thế thì ta sẽ có đầu tiên này, thấy ghi este của thầy thôi, este là r coor phải cho đơn giản là thôi. Este thì là CnH2NO2, do đây là hai este nên là để công thức trung bình đi, cộng với NaOH thì tạo thành gì, thì tạo thành muối đúng không? Muối là gì? RCOO Na cộng ancol là R+OH đồng đẳng kế tiếp. Ta có này, khối lượng anh này là 1,99 này bằng dịch NaOH thì chưa biết này, thì thu được này 2,05 gam muối này và 0,94 gam hai ancol này. Các em nhìn này là biết là ta sử dụng phương pháp gì rồi, và toàn khối lượng đúng không? Vậy là ta tìm được khối lượng của NaOH này. Ta có khối lượng của NaOH bằng 0,94 cộng 2,05 trừ 1,99 cộng với lại 0,94 trừ đi 1,99 thì bằng 1. Với khối lượng NaOH bằng 1 phải chia cho 40 thì ta tìm được số mol NaOH bằng 0,025. Do anh này là este đơn chức nên ta luôn luôn có số mol NaOH bằng số mol CnH2NO2 do nó đơn chức nhé. Vậy là cùng bằng 0,025. Vậy đây thì tìm được phân tử khối của CnH2NO2 thì bằng 1,99 chia cho 0,025 bằng 79,6. Hoàn toàn đến đây thì tìm được 14 N trung bình cộng 32 thì bằng 79,6. Suy ra được N bằng 79,6 trừ đi 32 bằng chia 14 bằng 3,4. 3,4 mà do anh này là hai côn đồng đẳng kế tiếp và từ một muối nên chắc chắn một anh là C3, một anh là C4. C3H6O2 và C4H8O2. Thế đếm C3, anh này C2, vứt. Được chưa? Anh này C4, anh này C5, vứt. Anh này C4, anh này C5, vứt. Anh này C3, anh này C4, vậy lấy. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án dè. Để cho các em, chúng ta tiếp tục nhé. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 11. Như các em đã loát đề xuống thì các em nhìn thấy là đề này chúng ta có thầy cho mình là có 30 câu. Ta cứ giải xong 30 câu thì ra nghỉ. Được chưa? Không kể thời gian như nào. Thì tuần tới và tối thứ 6 thì chúng ta lại cày tiếp. Được chưa? Câu 11. Và chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H8O2. Thế thì anh này là C5H8O2 này, 5 gam X, vậy ta thì tìm được số mol là 5 chia cho 100 bằng 0,05. Tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH. Thu được một hợp chất hữu cơ không là mất máu nước brom và 3,4 gam muối. Vậy muối là RCOO Na
cộng hợp chất hữu cơ thì tập hợp chất hữu cơ Y, không tác dụng brom, mất máu neuron và không tác dụng brom. Thấy chưa? Thế giờ thì nhìn nhanh đã, bây giờ anh này 3,4 gam muối, vậy số mol anh này là bằng, dĩ nhiên bảo toàn là 0,05, vậy anh này 3,4, vậy suy ra ta được R cộng với 44 cộng 23 thì bằng cộng 67, thì bằng 3,4 chia 0,05, và đến đây thì tìm được R bằng 1. Vậy suy ra muối của thầy sẽ có dạng là HCOONa. Vậy đầu là đầu HCO, vậy loại ngay đầu này. Thế giờ ta còn phải sử dụng cái dữ kiện cuối cùng là không tác dụng brom. Thì đầu này là ancol thì ancol không tác dụng brom, nhưng nhìn thấy bọn này tất cả đều có nối đôi nên không thể là ancol được. Đúng chưa? Anhít tác dụng brom, vậy điều này tương đương với được X phải là ceton. Được chưa? Thế này. OH đính carbon chịu nối đôi này, anhít loại này. OH đính carbon chịu nối đôi này, anhít loại này. OH chỉ đính carbon no này, vậy là tạo thành ceton rồi. Đáp án đúng đáp án B. Đúng chưa? À sorry, không là mất máu brom, thằng này là ancol. Sorry các em, xin lỗi, cực kỳ xin lỗi các em, thầy vừa nói nhầm. Không là mất máu brom, anh này là ancol, mà nhóm OH có nối đôi CC, đây là mất máu brom, loại đáp án B. Anh này tạo thành anhít, loại đáp án C. Anh này mới tạo thành ceton này. Thầy vẽ anh như ceton là đáp án đúng đáp án C. Nhưng thầy vẽ anh ceton là anh CH3 này, C nối đôi O này, CH2 này, CH3. Anh ceton này không là mất máu brom. Đấy chưa? Nên 11 đáp án đúng là đáp án C. Xin lỗi các em, đáp án đúng đáp án C của 11 nhá. D là do tạo thành anhít, thằng này do tạo thành ancol được chứa đôi đôi CC. Được chưa? A là tạo thành anhít, anhít là mất máu brom. Chúng ta sang câu tiếp tục, câu số 12. Hỗn hợp X của hai eten no đơn trước bạch hở. Hỗn hợp X của hai eten no đơn trước bạch hở. Vậy hai eten no đơn trước bạch hở thì ta ký hiệu nó là CN H2NO2. Thấy không, ký hiệu là N trung bình làm gì cho rườm ra. Cứ biết ok này là được. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thì cần oxy. Tìm được số mol oxy bằng 3,976 chia 2,4. Đấy. Các em cần phải cổ vũ ông thầy già này. Tại vì thầy khá là già rồi mà vẫn chưa lấy được vợ. Không ai thèm lấy thầy. Suốt ngày chỉ có đi dạy học sinh thôi. 0,145 như team online. Như team offline biết chiều nay thầy dạy khá là kinh khủng. Thế mà vẫn còn sức để dạy các em. Chú ý đây là eteno đơn chức nhá. Eteno đơn chức thì ta có là số mol CO2 bằng số mol nước thì là bằng 0,145 nhé. Thế ngày tự đến đây thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy này, các em nhìn này. Thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy 0,145 này nhân 1 cộng với 0,145 nhân qua 2 này. 2 trừ đi 0,1775 nhân 2 bằng 0,335 trừ đi. Sorry, chết rồi, thì ấn lỗi rồi. 0,145 cộng 0,145 nhân 2 trừ đi 0,1775 nhân 2 bằng được bao nhiêu chia cho 2 thì bằng 0,04. Được chưa? Vậy ngay lập tức thầy sẽ tìm được số nguyên tử carbon trung bình bằng 0,145 chia cho 0,04 thì bằng 3,625. Mà các em chú ý này, một muối han cùng bằng kế tiếp tương đương với nó là este liên tiếp, este liên tiếp hay là este kế tiếp. Vậy một anh sẽ là C3H6O2 do đề bài cho no đơn chức, anh là C4H8O2. C3C4 là đáp án đúng, là đáp án A12A. Tốt, bạn Trần Toàn làm rất tốt đấy. Các em đang theo dõi nhớ like, share và tác các bạn của các em vào trong video này nhé. Vì đây là những câu đề thi đại học. Đây, năm này năm thầy thi này, đào khối A năm 2010 này. Câu này rất nhiều bạn sai, đúng không? Đố các em biết là câu này là các bạn nó bao nhiêu đấy. Đố các em luôn đấy. Đố các em biết là câu này là bao nhiêu luôn. À. Đố các em biết đấy. Nhanh 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 tay, 116 bạn đang theo dõi, nhanh tay xe về tường đây nào. Ok. 13 C này, C là sai rồi. Thầy bảo này. C2H4O2 này. Đây hỏi tổng số hợp chất hữu cơ bạch hở nhá. Vậy ta có này, anh đầu tiên là anh este HCOCH3. Anh thứ hai anh axit CH3COH và còn anh nữa. Đó là anh tạp chức anhít
với chiếc ăn côn. 1, 2, 3. Các em cần nhớ vậy nhé. Còn ấy, cái loại mà CN, HN, O2 này, như thầy dạy tất cả các bạn học offline cũng như trong khóa online ấy, thì nó có tận 9 loại đồng phân cơ. Và đây mới chỉ là khó nhì thôi. Còn một khó nhất nữa cơ. Và tất cả mọi cái chỉ có trong khóa online Astaxi. Bởi vì thầy không có thời gian để mà dạy cho chúng ta ở trong live stream này. Một tuần thì chỉ có thể live stream với các bạn được có đấy, được mỗi tối nay. Tối thứ hai phải dành cho 2K3 rồi. Không cho 2K2 rồi. À, số chất có khả năng là mất bằng nước Brom. Chúng ta phải hiểu mất bằng nước Brom là gồm những thằng nào. Nối đôi CC này, nối 3 CC này, chó. Thế thôi. Bây giờ thầy vẽ nhé. Etinacetat này, CH3, COO, CH5. Không có bàn trên loại. Acid adipic này, HOOC này, CH2 này, 4 lần này. COH, tất cả các bạn học thầy đều thuộc là này. Bài này cũng không. Metinacrilat, C nối đôi C, COO, CH3 này. Có đúng không? Nối đôi CC, một cháu. Vanillacetat, CH3, COO, vanillacetat này. Metinacrilat, acid adipic. Vanin, C nối đôi C, có nối đôi CC, có tiếp. Anilin format, HCOO, gốc anilin này nhiều bạn sai lắm. Nối đôi C, C, nối đôi CC, có. Vậy thì có 1, 2, 3 chất là mất bằng lý nước Brom. Và đáp án đúng được thầy là đáp án gì? Ok. Rồi 4B, 4 chất đấy, không biết bạn đã nhìn ra 4 chất kiểu gì. 3B thôi, mất bằng lý nước Brom. Chúng ta tiếp tục nhé. Câu 15, đề cao đẳng năm 2010. Thầy vẫn nói vui với tất cả các bạn là làm đề cao đẳng này là đỗ cao đẳng rồi. Câu 15 này, chúng ta đã đi được một nửa quãng đường đấy. Chúng ta tiếp tục nhé. 16,4 gam hỗn hợp X. Thầy khá đau họng các em ạ. Mười sáu phẩy bốn gam hỗn hợp X gồm hai axit là đồng đẳng kế tiếp nhau phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH và KaOH thu dung dịch Y. Cục bạn Y thuộc được 31,3 gam hỗn hợp chất rắn khang, công thức của hai axit. Thế thì ta nhìn vào bọn axit này ta thấy một điều này. Đồng đẳng kế tiếp này, anh này no, đúng chưa? Anh này no, được chưa? Đồng đẳng kế tiếp thì anh này là no và anh này không no, vậy loại anh này, đúng không? Vậy ta nghĩ ngay đến là trường hợp 1 là hai anh này đều no nhá, hai anh này đều no ấy, thì ta sẽ có sau này hai axit đồng đẳng kế tiếp, vậy thì viết tắt là RCOH 16,4 gam tác dụng với NaOH 0,2, KaOH 0,2, cô cạn dung dịch thì thu được 31,3 gam hỗn hợp chất rắn khang. Vậy cô cạn dung dịch thì ta sẽ thu được là RCOO hoặc là Na trừ Na cộng và K cộng, đúng không? Và cộng với nước, sinh ra nước mà. Mà khối lượng anh này thì thầy bài cho người ta bằng 31,1. Các em đừng có hoảng loạn, cái này rất dễ. Vậy thầy bảo toàn khối lượng thôi, được chưa? Thì thầy được là gì? Đây là phản ứng hoàn toàn nhé. Đây 16,4 này cộng này 0,2 nhân 40 này cộng 0,2 nhân 56 này thì bằng này 31,4 cộng m nước này. Vậy đến đây thì tìm được m nước, từ đó thì tìm được n nước này. Ở đây thì nó là kế tiếp phản ứng hoàn toàn với, được chưa? Thì vẫn còn có khả năng là Na cộng và K cộng dư, đúng chưa? Vẫn có khả năng, vẫn có khả năng là hai thằng này dư nữa, nên thầy mới phải mạo muội làm sử dụng và toàn khối lượng. Và thầy có là 16,4 cộng với 0,2 nhân 40 cộng 0,2 nhân 56 bằng trừ đi 3, 31,1 bằng chia 18. Vậy số mol nước là 0,25. Đấy, số mol nước 0,5 chứng tỏ là NaOH và KaOH một trong hai thằng dư. Được chưa? Thế thì số mol nước 0,5 thì nó tính theo chất hết, thì tổng số mol của ăn của ba dư này thì bằng 0,4. Vậy thằng này chính bằng số mol của ST. Sorry, bằng số mol axit.
Thế số carbon axit bằng 0,25. Và đây là axit no. Thì đang ví dụ nó là axit no. Thế có nghĩa là CnH2NO2 thì bằng 16,4 chia 0,25. Đến đây bấm máy tính thì được n bằng trừ 32 chia 14 bằng 2,4. Vậy một anh là C2, một anh là C3. Được chưa? C2, C3. Đáp án đúng đáp án B. Đấy, có khá nhiều bạn vào những câu này là băn khoăn thắc mắc và không làm được. Thì ở đây thì đã giúp chúng ta. Đấy, các em cứ nhìn thấy khó khó và các em bỏ, nhưng thực ra những câu này khá là dễ. Chúng ta tiếp tục sang câu 16 nhé. Tiếp tục sang hẳn câu 16 luôn. Mô đập Z của 2 este X và Y tạo bởi cùng một ancol và 2 axit carboxylic kế tiếp nhau. Điều này chứng tỏ rằng 2 este này kế tiếp. Este kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn MnZ. Thế ta nhìn đáp án này. A, B, C, D đều. Từ từ, bình tĩnh. Ta tìm được số mol CO2 bằng 0,25. Số mol nước bằng 4,5 chia 18. Hình như cũng bằng 0,25. 0,25. Ta thấy, vì vậy nên là suy ra này. N nước bằng NCO2. Các em nhớ ở xe về cho các bạn nhé. Tác các bạn vào đây. Thầy thấy tụt rồi đấy. N nước bằng NCO2. Vậy suy ra chắc chắn chúng ta là ST. No đơn. No đơn thì loại ngành này. Được chưa? Cả 2 ST đều là ST no đơn. Nhá. Vậy công thức tổng quát của chúng nó sẽ là gì? CN2NO2 cộng với oxy 6,16 chia 2,4 bằng 0,275. Thu được CO2 0,25, nước 0,25. Và đến đây thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thì có 0,25 nhân 2 cộng 0,25 nhân 1 trừ 0,275 nhân 2 bằng chia 2 bằng 0,1. Vậy đến đây thầy suy ra số nguyên tử carbon trung bình bằng 0,25 chia 0,1 thì bằng 2,5. Vậy suy ra anh là C2H4O2 và anh là C3H6O3, số O2. Được chưa? C2H4O2 thì chỉ có thể là HCOOCH3. Được chưa? MX nhỏ MY. Vậy đây này. Vậy nó là HCOOCH3. Mình nhìn đáp án nó có C. Được chưa? Đấy. Dễ thôi mà. Các em nhanh tay comment đáp án câu 17 này. Em nhanh tay comment đáp án. Bây giờ chúng ta comment Gmail xuống dưới nhá. Để lấy trọn bộ tài liệu về ST. Chắc là phải đến trưa mai thì mới gửi cho em. Đó. Rồi tiếp tục câu 17. Cho 45 gam axit acetic. Vậy là CH3 COOH. Số mol bằng 45 chia 60 0,75. Phản ứng với 69 gam ancol etylic CH5OH. 69 chia 46 bằng 1,5. Thu được etin acetat là CH3 COO CH5. Đây là dòng ban đầu. Đây là dòng phản ứng. Đây là dòng sau. Sau phản ứng thì ta tìm được số mol etin acetat bằng 41,25 chia cho 88 bằng etin acetat 0,46875. Ban đầu anh này không có gì, vậy chắc chắn anh này là 0,46875 rồi. Vậy ta suy ngược lại tính theo 0,46875. 0,46875. Và các em có lưu ý là hiệu suất phải tính theo chất hết nhá. Ở đây nếu giả sử hết tỷ lệ 1:1 thì chắc chắn axit hết, nên hiệu suất phải bằng không số mol phản ứng 0,46875 chia cho 0,75. 62,5%. Đáp án đúng đáp án. À. Ok chưa? Chúng ta tiếp tục sang câu 18. Có lẽ hôm nay thầy livestream đến câu 20 rồi đấy các em nhỉ? Hợp lý đúng không?
Sau đó là chúng ta còn câu 30 thì để đến tuần sau mình lại livestream tiếp nhé. Tuần sau thầy sẽ livestream đến câu 30 xong rồi thầy lại bổ sung thêm 10 câu nữa để cho chúng ta cùng làm. Đấy chưa? Đấy thì thầy thấy là chắc là sáng mai các em cũng phải đi học đúng không? Ngay tay câu 18 này. Chất x y vậy là sau này cứ mỗi tối mình livestream chữa hai câu ngọt nước. Đúng không? Hợp lý. Để chúng ta còn đi học nữa. À, hai chất x y có cùng công thức phân tử là C2O4. X phản ứng với kim loại natri nhé. Và tan ra phản ứng trắng bạc. Nhìn đáp án này. Đấy x cái gì? Phản ứng natri được, trắng bạc được. Không phản ứng natri này, nhưng trắng bạc loại này. Phản ứng natri nhưng không trắng bạc này, loại này. Thằng này trắng bạc nhưng không phản ứng natri loại nốt. Vậy đáp án đúng đáp án này. Rất dễ. Ta tiếp tục sang câu 19 nhé. Axit carboxylic có công thức đơn giản nhất là C3H5O2. Chắc chắn không thể là anh này rồi. Bởi vì anh này phân tử khối là một số lẻ. Đấy chứ, mà phân tử khối của chúng nó phải là một số chẵn. Vậy nó sẽ là C3H5O2 n lần. Và thầy nghĩ ngay đến là C6H10O4. Mới như vậy là đủ. Khi cho 100 ml dung dịch X. Khi cho 100 ml dung dịch X. Nồng độ 0,1 m. Và anh này là axit hai chức. Viết nhé. HOOC CH2 4 lần COOH đấy axit hai chức. Số mol 0,1 nhưng 0,1 bằng 0,01. Có hai nhóm COOH thì ăn với NaHCO3. Chỗ này cho hai dư thì thu được CO2. Bản chất là nhóm COOH đớp HCO3 để tạo thành CO2. Vậy số mol nhóm COOH bằng 0,1 nhân 2 thì bằng 0,02. Vậy số mol CO2 bằng 0,02 mà nhân với 2,4 thì bằng 448 ml. Đáp án C. Câu cuối cùng của tôi ngày hôm nay. Nào các em comment đáp án nào. Mạnh mẽ lên. Nào các em comment đáp án nào. Câu 4, câu 20. Có lẽ là từ câu 21 đến câu 30 và buổi sau thì bổ sung thêm 10 câu nữa thì vào tối thứ 6 tuần sau chúng ta sẽ livestream cùng với nhau. Các em nhớ lịch livestream. Lịch live khủng. Toàn cái câu khủng các em thấy không? Nào khối A năm 2011. Bạn thì comment xem đáp án đúng không? Là vào 21 giờ 30 tối thứ 6. Và các em nhớ bảo với các em 2K. Đây là của 2K1. Nhớ báo các em 2K2 là tối thứ hai. Cũng vào 21 giờ 30 nhá. Đó, các em nhớ giúp thầy. Chưa thấy bạn nào comment đáp án. Có một bạn comment đáp án A, Nguyễn Công Thành à? Công Thành nghe cái tên đúng cái kiểu Công Thành. Được. Hợp lý. Công Thành cái tên nó lên tất cả. Đúng không? Hello. Thầy chữa nhé. Vẽ này ra này. C6H4 là vòng benzen. C6H4 là vòng benzen này. Thế thì một đầu là COH. Nhóm ốc thô. Đây là vị trí ốc thô này. OOC CH3. Phản ứng hoàn toàn với KOH, ta tìm được số mol anh này không bao nhiêu? Không phải 24 đúng không? Bây giờ xem ăn bao nhiêu KOH là xong. Chúng ta cùng chú ý này. Một nhóm CO thì ăn 1 KOH rồi. Một nhóm CO ăn 1 KOH nữa này. Nhưng chúng ta lưu ý này. Sau khi xong này, nhóm OH này đính vào carbon thơm nên là ăn thêm nữa bởi vì nó là OH của phenol, ăn thêm một nữa. Vậy tổng cộng là ăn 3. 0,24 nhân 3 thì bằng 0,72 mol. 0,2 chia 1 thì bằng 0,72. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đấy chưa? Đấy, những bạn nào mà chưa có cái tài liệu về Gmail thì các em comment Gmail xuống đây để mà chúng ta có thể có cái bộ tài liệu với nhau. Các em thấy thầy xu cái đầu. Vì cháy hết mình cùng với các em. Khổ không cơ chứ. Thầy giáo quốc dân. Hello. À, buổi livestream tối nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây.
Thầy đã chữa chúng ta toàn bộ 20 câu trong đề thi đại học. Những bạn nào mà muốn đăng ký khóa học iStacy để có thể nắm được tất cả những cái kiến thức căn bản của thầy thì có thể trực tiếp inbox cho thầy để thầy hướng dẫn cho các em có thể đăng ký được khóa iStacy. Hơn nữa rằng là cái chuỗi livestream này của thầy sẽ thực hiện liên tiếp vào các buổi tối 21 giờ 30 hàng tuần. Các em chú ý đón xem nhé, liên tục đấy. Buổi sau thì thầy sẽ chữa tiếp cho chúng ta từ câu số 21 đến câu số 40, thầy sẽ bổ sung thêm 10 câu nữa. Có lẽ cũng khá là muộn rồi. Chuyên mục chúc ngủ ngon này. Những bạn nào mà comment Gmail thì thầy nghĩ là để sáng mai rồi thầy gửi nhé. Ok, các em nhớ là share lại về tường và nhớ bảo các bạn các em để theo dõi video livestream này. Ok, bye bye, chào tạm biệt.